đánh sóng cho mọi người một em Orion. Một em Orion máy tự động nha mọi người. Em này là mặt hai lòng, mặt zin nha. Nó thiết kế rất là độc đáo giống như là hình bát quái. Giống như mình đeo lên tay như mặt bát quái á. Ở phía mặt số dưới, mặt số giữa là nó lõm xuống nè. Rồi nó bầu lên các cạnh các phía rất là đẹp. Thì em này là size là 38, size dọc 38, size ngang 36, chưa tính núm nha mọi người. Bên em có tặng dây da kèm. Em này là xài núm cổ chai nha, mọi người có thể xài nước tương đối đó. Cái núm cổ chai này khi mà mình siết vào thì nó rất là chắc nước nha. Thì bên em giao lưu em này với giá là 1,6 triệu nha anh em. Đây, em này là có luôn, em này là có luôn cái logo nè, logo đáy của, logo nổi rất là đẹp nha anh em. Ôi lên zin nguyên con nha anh em, khá đẹp, xài dây da. Anh em nào thích thì liên hệ bên số điện thoại hoặc là Zalo em cho dễ nói chuyện nha. Khi anh em xem clip anh em nhớ để chế độ 1080p để mình để xem những hình ảnh nó tốt hơn, nó tốt nhất nha anh em. Đúng rồi. Thì anh em xem lại cái mặt của nó nha, rất là độc. Trên tay chắc chắn rất là đẹp nha anh em. Em này giá 1,6 triệu nha anh em. Anh em nào thích thì cứ liên hệ với anh em nha. Khá đẹp. Em quay cận cảnh thêm vài tấm cho anh em xem. Rất là độc nha. Nó có một số cái hạt bụi hoặc là cái lông nó vướng trên cái mặt kính trong á, mà do là nó mặt đen, ở giữa nó mặt đen cho nên mình thấy nó rõ. Anh em nào thích thì về mình vệ sinh lại là ok nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các clip sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.